một chị con, tớ là một cô công chúa rất là dễ thương. Quá là xinh luôn. Thế là sao này, giống kiểu là nước sâu ấy nhở? Trời ơi, tất nhiên là Hà đây, Hà dễ thương. Nhìn lại đây rồi, cái này mà dễ thương. Các bạn ơi, đây không phải dễ thương, đây gọi là gì? Kinh dị. Trời ơi, tôi thổi ra đi. Kinh dị lắm. Bạn đeo cái khẩu trang khác đi. Gì, cái này đẹp như này còn gì. À, kinh dị, như kinh dị dễ thương mà. Trời ơi, kinh dị dễ thương, các bạn ơi, nhìn này cũng dễ thương không thôi. Không dễ thương thì cũng là đẹp các bạn ơi. Ấy mà hôm nay nhân tiện tớ đang đeo mặt nạ kinh dị, thế mình sẽ thực hiện thử thách mua đồ kinh dị. Bạn dễ thương hả? Tớ dễ thương, tớ chỉ dễ thương thôi. Thế thì mua đồ kinh dị và dễ thương đi, giúp em mua được nhiều đồ hơn. Các bạn ơi, biết tớ là ai không? Tớ đây nè. Xinh hơn, xinh hơn, xinh hơn. Cái gì đấy, cái gì đấy? Trời ơi, đồ kinh dị của tớ đấy. Cái mũ như thế mà đội, đội như tớ đây này, đội đằng sau đấy. Wow. Dễ thương. Thì mũ bạn màu hồng nó da dễ thương, mũ tớ màu đỏ ấy, nó phải da như thế chứ. Nhưng mà đội đằng sau giùm tôi đi. Đấy, người ta đội như này, đội đằng trước xong rồi vén màn này ra mà đi à? Nhưng mà tớ màu đồ kinh dị, đội đằng trước thì nó thành dễ thương rồi còn đâu nữa. Đội đằng sau này, tóc này, này, này. Đấy, một nửa che như này đấy. Được. Tinh. Các bạn ơi, chả khác gì cương thi luôn. Các bạn ơi, ở đây có tràn ngập sự dễ thương luôn. Đây, trời ơi, gấu bông gì mà đáng yêu thế này. Nhìn nè, nhắm mắt ngủ chứ. Có giống không các bạn? Tớ cũng dễ thương giống các bạn này chứ. Các bạn ơi, đồ kinh dị thì tất nhiên là phải tìm ở vị trí này đúng không? Nhìn này, thank you. Ôi giời ơi, các bạn nhìn nè. Hai cái mặt nạ liền. Cái mắt nào nó cứ long sòng sọc ra ấy. Tớ đội cho các bạn thử một cái nhá. Nhìn 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 dễ thương không? Thích không? Dễ thương cái gì mà dễ thương đây mà dễ thương. Cái gì á? Trời ơi, cái này mà bảo là dễ thương. Thì nó đẹp, nó kinh dị rồi chưa? Trời ơi, cái này là kinh dị ấy. Các bạn ơi, ở chỗ bán đồ kinh dị cũng có một đồ dễ thương nè. Trời ơi, cái hồng đấy xấu, bạn phải đeo cái màu đen này này. Không. Màu đen này mới đẹp được chứ đúng không? Cái đen này á, u ám u ấy. Nhìn cái là thấy ghê rợn rồi. Đây màu u ám là, đáng yêu dễ thương chứ. Trời ơi, cái màu đen này mới đẹp, nó mới huyền bí đúng không các bạn? Nhìn này, mũ Halloween cũng dễ thương cái này. Ôi giời ơi, đây cái này này. Người ta đeo mũ làm gì, người ta phải đội bờm này này. Mình lấy phải lấy cái đờ bờm đầu lông xương chéo này thì nó mới đẹp được đúng không? Ừ, có bờm này rồi. Lấy thêm mũ nữa là hợp lý rồi còn gì nữa. Cái gì mà hợp lý? Ê, cái này là cái gì đây? Cái này ra đồ dễ thương mất rồi á. Cái này á, không. Cái này là cái đội trên đầu của cô dâu mà. Ôi thế á. Ở trước xem phim đấy luôn. Trời ơi, ghê quá. Ừ, các bạn nhìn này, ê nhìn này. Đây, cái màu trắng của tớ lúc nãy dễ thương hơn á. Thì dễ thương, tại vì bạn mua đồ dễ thương, còn tớ thì mua đồ này thôi. Nhưng mà hai cái mặt nạ này bạn lấy cái nào? Hai cái mặt nạ này á, tớ lấy cái này đi. Cái này nhìn nó kinh dị nhất này. Lấy cái này nha. Đúng là ghê. Còn lấy hai cái đây không? Được, đồ dễ thương cái này được. Đây. Trời ơi. Tớ sẽ cầm rìu đi Halloween này, đây, chơi. Đây, cái này đi. Búa. Còn có màu đỏ đỏ ở đây. Đây. Còn cái này nữa này, các bạn biết không? Cái này là của thần chết. Lưỡi hái tử thần đó các bạn ơi, nhìn nè. Tớ mà muốn gọi bạn hàng tới là tớ chỉ cần việc bung cái lưỡi hái này ra xong tớ kéo bạn ấy lại thôi các bạn ơi. Không cần gọi đâu. Ủa, nhìn này các bạn ơi, vào đây. Cái gì nữa đây? Ở đây có quá nhiều đồ kinh dị luôn. Đây, đây là cái cờ lê. Cái cờ lê gì á mà toàn máu luôn. Ôi thôi, tớ không cầm đồ kinh dị của bạn Hà nữa đâu. Cái này là cái gì? À, nhìn nè các bạn ơi, toàn những hình ảnh kinh dị thôi. Ở đây á, để tối tớ ám ảnh mất. Trời ơi, nhìn nó đẹp như này đây, cà lơ mỏ vít này mà ôi màu đỏ này mà cảm giác nó rất là rùng rợn. Jingle bell. Cái này mà phải jingle bell. Bơ đây. Trời ơi các bạn ơi, bình thường chỉ là một cái quả bơ tròn vo ú ụ thế này thôi, nhưng mà ở đây á còn đội mũ này, xong rồi á còn có sừng nữa chứ. Trời ơi,
đáng yêu cũng có cần phải đáng yêu quá thế này không? Có cả lè lưỡi đây nữa nè. Ở trên kia nữa kìa. Wow, nhiều quá các bạn ơi. Oh, cà rốt nữa nè. Cà rốt cũng rất là dễ thương. Ây nhờ. To chưa? Wow, quá là dễ thương luôn. Bạn Hằng ơi, thế còn cái này thì sao? Nhìn nè, bạn biết đây là bạn gì không? Đây là bạn hổ. Ơi, bạn hổ mà, thường thường hổ là phải đáng sợ đúng không? Ừ. Nhưng mà hổ gấu bông thì lại rất là dễ thương luôn. Ôi, to thế này á, bạn lấy đi. Bé không? Thì lấy to thì ôm là mày sướng chứ đúng không? Ừ. Bạn lấy không? Ba cục bông ngủi á. À, ba cục bông, thế thôi tớ cất hổ nhá. Cất đi. To quá, tớ có mua cũng không mang về được. Tớ đang phân vân kia kìa, lấy cái gấu bông bé bé thôi. Đây đây đây, bên này á có đấy. Cà rốt bé bé như này, lấy thì mới dễ mới ôm về được đúng không các bạn? Tinh, các bạn biết trang phục này là của ai không? Các bạn nhìn nè, ở đây là có cái súng này, rồi có cái kiếm này, có cái áo choàng. Các bạn nghĩ đi, của ai? Thứ nhất nhá, tớ đoán cho các bạn nhá. Một đó là cướp biển, hai đó là kẻ trộm, ba đó là chiến binh đen. Tôi chỉ biết mấy cái đáp án đấy thôi. Ở đây còn rất là nhiều đồ nghề của không biết là sẽ vận hành cho ai. Ấy, các bạn nhìn thấy đầu lâu xương chéo ở đây không? Nhìn nè, ống nhòm rồi này, mặt nạ rồi súng này. Vậy thì trang phục này chắc chắn là của cướp biển đúng không các bạn? Vì đây là đồ dùng của cướp biển luôn này. Mình sẽ lấy trang phục cướp biển này nhá. Nó rất là kinh dị luôn, đáng sợ đúng không nào? Các bạn ơi, đi chơi Halloween là không thể thiếu đấy chính là mặt nạ. Mà mặt nạ thì có dễ thương. Thanh niên đây này, còn có cả một sợi lông vũ ở đây. Ủa? Cái gì đó? Phải cho bạn Hằng đeo cái này các bạn ơi. Để thêm được cái sự dễ thương của bạn ý như thế nào. Trời ơi, cái này á, cái này vào của tớ là tớ nổi lên là tớ bị dị ứng với những đồ kinh dị. Còn cái này thì sao? Cái này thì sao các bạn ơi? Ôi, bạn nên lấy cái khẩu trang này này mới hợp này. Đâu. Đấy. Wow. Ôi nhưng mà cái này có vẻ là cho con trai hợp hơn đấy. Cái này to quá, mặt tớ đâu có hợp đâu. Trời ơi, mặt bé tí à. Ê mà cái này này, mấy cái này có dễ thương nè. Ừ, mấy cái này là vương miện đấy. Ồ, vương miện, bạn lấy vương miện này được này. Đây nè. Ê, cái vương miện tai thỏ này hay là mình sẽ bóp. Cái này dễ thương ối. Ờ, không lên à? Nó bị xì rồi các bạn ơi. Lấy nữa. Tại vì bạn Hằng bạn động vào thì nó mới xì, chứ bình thường là nó vẫn tốt lắm á các bạn. Tớ mới động vào thì tớ đã làm hỏng đâu. Không biết. Không biết cái gì. Ý thôi, tớ lấy cái này tại vì cái này rất là dễ thương. Có hợp với tớ không các bạn ơi? Wow, trời ơi các bạn ơi, nhìn này. Đây là vịt kẹo. Đây là vịt hay là kẹo? Ủa? Ai giải thích hợp không trời ơi? Tròn vo vo ú ụ luôn tớ. Bình thường tớ có thấy cái gì tròn 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 đặt ưng. À, cái gì đấy? Cái tròn tròn tròn, tròn bạn ưng đây. Mình đó hả? Bạn bảo bạn thích cái tròn tròn đấy tình đằng ưng mà đúng không? Đây, cái này cũng rất là đáng yêu nè. Bình thường á, mình ngồi Halloween rất là ghê luôn mà. Ghê vì sao? Vì cái mắt này, vì cái miệng nó rất là đáng sợ đúng không? Nhưng mà cái bingo này nhìn này nhất là dễ thương luôn. Tròn tròn ứ ộ luôn. Đây, để đây đi. Ê, giống bạn Hà để. Để như này cầm bởi luôn. À, như này. Thế sao cái này xem búp bê với tớ. Đi. Búp bê cũng rất là dễ chưa. Wow, đây là tất cả đều là một mẫu này. Giống nhau ở dưới này chỗ này. Ôi, tất cả đều đang múa, kiểu như là múa ban lê ấy nhở. Ê, thì tớ biết chỗ này dễ thương hơn này, ra đây. Đây. Đây này, bạn nhìn đây này. Đây, ở đây chả nhiều búp bê dễ thương đây. Trời ơi các bạn, đây này. Cái cô búp bê này mà dễ thương, nhìn cá tới như này còn cạo hết một bên tóc, rồi nhuộm mấy màu kia, thế mà dễ thương. Nhìn nó năng động đẹp thế còn gì nữa, phải năng động thế chứ. Không, bình thường tớ thích dễ thương là chỉ thích đơn thuần này, tóc đen này, sợi mặc váy xẻ xẻ. Tớ sẽ lấy mấy cô bên kia thôi, không lấy cô này đâu. Hai bạn lấy đi. Tớ tìm được kinh dị. Tớ không lấy. Các bạn ơi, đây là một cái mặt nạ của hình con ma hay sao á? Toàn là đồ kinh dị thôi. Cái gì đây? Đây mà, làm gì mà sợ thế? Các bạn là nhìn thấy hai cái hình hai bên này này. Đây các bạn nhìn thấy này thì sao? Ôi, đây sao là hả? Đây là thần rắn đấy các bạn ơi. Thần rắn hả? Ừ. Nhìn sợ không? Đây này, một rắn vàng này, một rắn bạc này, giống như thanh xà bạch xà. Nhưng mà thanh xà màu xanh mà. Nhìn này, ở đây này, toàn mặt nạ rất là kinh dị luôn. Bạn nào muốn cái mặt nạ này không?
trưởng. Ôi, nhầy hả? Ai ra ngoài này còn có đầy mặt nạ kinh dị luôn. Đấy. Ê, cái mặt nạ gì mà toàn lông với lá thế này? Đây nè, toàn lông với lá đâu, 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 đâu. Hợp với bạn Hàn lắm à? Ê, cái này hợp hơn thì. Ê, màu xanh đấy. Yeah. Ê, cái này là cái tóc nó ở chùm ở ngoài đây này. Cái này phải đi buổi tối mới vui. Sao không có cái gì à? Dễ thương một tớ thế. À, dễ thương ạ, à? Đây, trời ơi, dễ thương đây. Đây, cái này dễ thương chưa các bạn? Đủ dễ thương chưa? Rồi, cái này toàn sói với lực gì gì đây ấy. Thế là dễ thương rồi còn gì nữa. Ê đây, đây, cái bạn này chắc là dễ thương màu tím đúng không? Cái đấy dễ thương á. Cái đấy dễ thương. Thế bạn lấy cái đấy đi. Nhưng mà ở trên canh rồi, có thấy ở ngoài đâu. Thế thì sao không lấy nữa, mình đi ra khu khác. Thôi, đầu dễ thương một tớ hơi bị nhiều luôn. Kinh dị thì tất nhiên không thể thiếu húc ghi đúng không nào? Ôi còn với các bạn màu đỏ này. Màu đỏ chắc là chế ra từ húc ghi hoặc là kissy missy rồi. Đương nhiên cái này màu này là không đúng nha các bạn. Nhưng mà các bạn xem bộ phim này chưa? Hai con vật này nó rất là ghê đúng không? Rất đáng sợ đúng không nào? Thế nên cái đồ kinh dị của tớ chắc chắn là phải chọn cái này. Tớ sẽ lấy hai cái bạn này luôn. Wow. Cái ba lô này đúng là dễ thương rồi này. Ồ, đầy ba lô. Ôi trời ơi, này còn nháy mắt này, để tớ nhìn này. À, tớ thấy cái này nháy mắt rõ dễ thương. Bạn nháy nó cứ bị sao sao. Ồ, sao nhưng mà nhưng mà bây giờ tớ phát hiện ra một điều là nếu mà để tạo cái dáng dễ thương thì chắc chắn là sẽ phải nháy mắt. Ồ, sao bạn Hà biết nháy mắt giỏi thế. Đây, đây, tớ dễ thương. Ôi đấy, dễ thương phải như thế chứ bạn. Đây, đeo thêm cái mặt nạ không được. Đấy. Thêm một cái mắt lồi nữa là được đó các bạn ơi. Các bạn ơi, ngày hôm nay tớ với cả bạn Hằng đã đi tìm đồ dễ thương này với cả kinh dị này. Các bạn thấy món đồ nào bọn tớ trưng ra nhìn sẽ đẹp hơn và hấp dẫn các bạn hơn? Đúng rồi đấy, các bạn thấy là món đồ nào là dễ thương nhất và món đồ nào là kinh dị nhất? Nhớ bình luận ở bên dưới nhá. Còn video của chúng mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.